15 ngày đầu tháng 6 âm lịch, thần tài đến cửa. Ba con giáp này được ban nhiều của cải, tiền bạc dồi dào, mọi chuyện đều như ý. Nếu bạn cảm thấy những ngày qua có chút trắc trở, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận một giai đoạn thịnh vượng và may mắn bất ngờ sắp tới. 15 ngày đầu tháng 6 âm lịch, theo vận số của 12 con giáp, có ba con giáp sẽ được thần tài gõ cửa, ban cho không chỉ của cải mà còn cả sự giàu sang phú quý tiền bạc sẽ dồi dào công việc kinh doanh phát đạt và mọi sự trong cuộc sống đều trôi chảy như ý điều này không chỉ mang lại niềm vui sự tự tin mà còn mở ra những cơ hội mới những con đường mới dẫn đến thành công trong tương lai hãy cùng tìm hiểu xem đâu là ba con giáp may mắn kia và bí quyết nào đã giúp họ thu hút được sự ưu ái từ các vị thần tài lộc đừng quên may mắn không bao giờ tự nhiên mà đến nó là kết quả của sự chuẩn bị cơ hội và sự nỗ lực không ngừng nghỉ 1. Tuổi dần, 15 ngày đầu tháng 6 âm lịch, bản đồ sao của ba con giáp may mắn này sẽ chuyển mình theo những dấu hiệu tích cực và thần tài sẽ gõ cửa mang đến một giai đoạn đầy của cải và tiền bạc, mở ra một trang mới đẹp đẽ trong cuộc sống của họ. Những người tuổi dần sẽ cảm nhận được sức mạnh của sự kiên nhẫn mà họ đã gieo trồng, khi những nỗ lực không mệt mỏi giờ đây bắt đầu đơm hoa kết trái. Tuổi dần, hãy chuẩn bị đón nhận những điều kỳ diệu bởi vận may tình yêu đang mỉm cười với bạn. Trong khoảng thời gian đầy hứa hẹn này, sự chuyển động của sao thiên hỷ sẽ mang đến cho bạn sự gắn kết và hạnh phúc trong mối quan hệ như những bông hoa đào nở rộ đầy sức sống. Tiếng vọng của tình yêu chân thật và hôn nhân viên mãn đang vang lên, đánh dấu một giai đoạn tuyệt vời không chỉ về mặt tinh thần mà cả về mặt vật chất. Tuổi dần nổi tiếng với sự nghiệp độc lập và đầy tham vọng, thường đặt công việc lên hàng đầu và có xu hướng trì hoãn chuyện tình cảm. 15 ngày đầu tháng 6 âm lịch, hãy mở lòng mình và định hình lại quan điểm, mỗi bước đi cẩn trọng sẽ dẫn bạn đến với những mối quan hệ ngọt ngào và ấm áp, nơi bạn có thể tìm thấy người bạn đời lý tưởng. Những nụ cười, những ánh mắt yêu thương sẽ không còn hiếm hoi, và thời kỳ độc thân sẽ sớm trở thành quá khứ. Hãy chuẩn bị tâm hồn để đón nhận những phúc lành mà vũ trụ sắp trao cho bạn, từ tình yêu đầy ngọt ngào đến sự giàu có vượt bậc. Đừng quên, vận may không chỉ đến một lần. Và những ngày tới hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian mà bạn sẽ mãi ghi nhớ với những điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi phía trước. Con số may mắn về tài lộc của tuổi dần trong 15 ngày đầu tháng 6 âm lịch. 34, 61. Quý anh chị và các bạn hãy nhắn lại con số tài lộc của mình trong phần bình luận của video này. Có thể sẽ có một vận may về tài lộc bất ngờ ập đến với quý anh chị và các bạn trong 15 ngày đầu tháng 6 âm lịch. Trên đây là thông tin chi tiết về tử vi tài lộc của tuổi Dần trong 15 ngày đầu tháng 6 âm lịch. Hy vọng rằng nội dung dự đoán tử vi có thể giúp quý anh chị và các bạn có thêm thông tin để đón lành tránh dữ trong tháng mới và gặp được thêm nhiều cơ duyên tài vận trong cuộc sống của mình. 2. Tuổi Dậu, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tin vui rực rỡ bởi 15 ngày đầu tháng 6 âm lịch dường như vẫn may đang mỉm cười rộng rãi với những người sinh năm dậu đánh dấu trên lịch của bạn ngay bởi sao may mắn sẽ chuyển động mang đến một mùa hoa đào nở rộ mở ra một giai đoạn tuyệt vời với tình yêu chân thực và hôn nhân ngập tràn hạnh phúc mặc dù bề ngoài có thể hiện thị sự dịu dàng và có phần e lệ nhưng những người tuổi dậu thực sự sở hữu khả năng nhìn thấu sự thật và sắc bén trong từng quyết định đã đến lúc bạn sẽ thấy rõ và kiên định hơn với quan điểm của mình từng bước một khẳng định chính mình trong mọi lĩnh vực của cuộc sống bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực bao quanh và bắt đầu một chương mới đầy tươi sáng dành riêng cho những người độc thân hãy mở lòng bạn bởi cơ hội để gặp gỡ và kết nối với một nửa đích thực của mình đang rất gần đặc biệt đối với các quý ông tuổi dậu cánh cửa tình yêu dường như đã mở toang sẵn sàng đưa bạn đến với người bạn đời lý tưởng còn những ai đã tìm thấy bến đổ tình yêu, hãy mong đợi một thời gian ngọt ngào và gắn kết hơn nữa. Hạnh phúc đôi lứa sẽ càng thêm phần thăng hoa khi mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, từ sự nghiệp đến các mối quan hệ xã hội. Sự nghiệp của bạn có thể sẽ gặt hái được những thành công nổi bật, như gió thuận buồn đưa tàu ra khơi. Và đừng quên, không chỉ tình yêu và sự nghiệp, mà còn là vấn đề của của cải và tài lộc. Dưới sự chiếu rọi của các vì sao may mắn. Bạn sẽ nhận thấy rằng tiền bạc và nguồn lực tiếp tục dồi dào đổ về túi của bạn một cách bất ngờ. Sự giàu có không chỉ đến từ nguồn thu nhập chính, mà còn từ những khoản đầu tư khôn ngoan và sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Chớp lấy cơ hội này, tuổi giàu ơi, bởi vận may hiếm có này sẽ mang lại cho bạn một khoảng thời gian vàng để phát triển, vươn cao và hướng đến một tương lai rực rỡ. Hãy tận hưởng từng phút giây nắm bắt mọi cơ hội và hãy sẵn sàng để chào đón một kỷ nguyên mới đầy phúc lành và thành công. Con số may mắn về tài lộc của tuổi dậu trong 15 ngày đầu tháng 6 âm lịch. 57 62 Quý anh chị và các bạn hãy nhắn lại con số tài lộc của mình trong phần bình luận của video này. Có thể sẽ có một vận may về tài lộc bất ngờ ập đến với quý anh chị và các bạn trong 15 ngày đầu tháng 6 âm lịch. Trên đây là thông tin chi tiết về tử vi tài lộc của tuổi dậu trong 15 ngày đầu tháng 6 âm lịch. Hy vọng rằng nội dung dự đoán tử vi có thể giúp quý anh chị và các bạn có thêm thông tin để đón lành tránh dữ trong tháng mới và gặp được thêm nhiều cơ duyên tài vận trong cuộc sống của mình. 3. Tuổi Mão 15 ngày đầu tháng 6 âm lịch Người tuổi Mão hãy sẵn sàng chào đón những điều tốt lành sẽ đến với cuộc sống của bạn. Theo quy luật của vũ trụ, Sao Hồng Loan, ngôi sao của tình yêu và hạnh phúc, đang dần di chuyển đến vị trí chiếu mệnh, hứa hẹn một vận đào hoa nở rộ. Đối với những người sinh năm Mão, đây chính là thời kỳ vàng để tình duyên thăng hoa rực rỡ, đặc biệt là những ai đang độc thân, hãy mở rộng trái tim và đón nhận những cơ hội mới. Ông trời không phụ lòng người, trong 15 ngày đầu tháng 6 âm lịch, gia chủ tuổi Mão sẽ được hưởng ân sủng của thần tài, với sao Thiên Tài ngôi sao may mắn Chiếu rọi vào đường tài lộc, mang đến nguồn thu nhập dồi dào và bất ngờ. Không chỉ vậy, sao hồng loan khi chuyển động cũng sẽ mang đến cho bạn cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người bạn mới, mở ra khả năng của một mối quan hệ nghiêm túc, thậm chí là hôn nhân viên mãn. Tuy nhiên, sức quyến rũ từ bạn có thể khiến bạn trở nên quá thu hút, đôi khi dẫn đến sự chú ý quá mức từ người khác. Điều này đôi khi có thể biến vận may trong tình yêu thành không may mắn nếu không biết cách cân đối và giữ gìn do đó người tuổi mão cần phải biết đâu là lúc nên tiến lên và đâu là khi cần phải giữ vững lập trường của mình nhằm tránh những rắc rối không đáng có hãy chú ý đến những dấu hiệu này bởi một cơ hội lớn cho tài lộc và hạnh phúc đang đến rất gần cùng với sự thông minh và sự nhạy bén vốn có người tuổi mão hẳn sẽ biết cách tận dụng tốt những cơ hội này hãy chuẩn bị đón nhận một nguồn năng lượng tích cực và những biến chuyển lớn trong cuộc sống của bạn con số may mắn về tài lộc của tuổi Mão trong 15 ngày đầu tháng 6 âm lịch. 22. 31. Quý anh chị và các bạn hãy nhắn lại con số tài lộc của mình trong phần bình luận của video này. Có thể sẽ có một vận may về tài lộc bất ngờ ập đến với quý anh chị và các bạn trong 15 ngày đầu tháng 6 âm lịch. Trên đây là thông tin chi tiết về tử vi tài lộc của tuổi Mão trong 15 ngày đầu tháng 6 âm lịch. Hy vọng rằng nội dung dự đoán tử vi có thể giúp quý anh chị và các bạn có thêm thông tin để đón lành tránh dữ trong tháng mới và gặp được thêm nhiều cơ duyên tài vận trong cuộc sống của mình. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video này. Nếu trong quá trình biên soạn nội dung có bất kỳ điều nào sai sót hoặc chưa đầy đủ, ban biên tập chương trình kính mong nhận được sự góp ý của quý anh chị và các bạn để chúng tôi có thể khắc phục các thiếu sót này và xây dựng thêm nhiều nội dung hay về tử vi số mệnh đóng góp thêm giá trị cho cộng đồng tử vi tướng số tại Việt Nam. Quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin mới nhé. Kính chúc anh chị và các bạn thật nhiều may mắn, vạn sự như ý.